Vậy có con đường nào để build cái credit card không? Bạn chỉ cần ready to đẻ, bạn mới build được cho con. Bạn đời bạn giờ coi như bỏ, bạn lủng một đống rồi build cái gì nữa. Bây giờ bạn nào còn đang đi học thì build kịp nha. Còn nào mà vô đời như tôi là thôi rồi, 40 tuổi rồi build gì nữa, build mộ thì có. 99% chúng ta ở đây là không hề có cash flow. Và cash flow các bạn không hề chứng minh được. Cash flow được hiểu là như thế nào? Tại sao cash flow nó quan trọng? Chào mừng các bạn đến với chương trình Chém Gió Kinh Tế của Duy Nguyễn tại Ho Chi Minh. Và hôm nay chủ đề mà Duy Nguyễn muốn truyền tải các bạn là chuyên về finance, hay nói cách khác đó là tài chánh. Tại vì sao? Tài chánh như là mạch máu quốc gia, đúng không? Những cái gì đó chúng ta phải kiếm tìm trong cuộc sống này. Và là nhựa sống một cây, không có tiền cặp đất mà ăn. Mà bây giờ có tiền chưa chắc ăn ngon được. Thì để hiểu được vấn đề đó thì các bạn còn phải hiểu hai khái niệm mà Duy Nguyễn sẽ trình bày sau đây. Hai khái niệm đó các bạn khá mơ hồ. Thứ nhất là cash flow, thứ hai á là credit. Vậy thì cash flow dịch tạm ra là gì? Dòng tiền. Dạ, credit là tín dụng. Nghe lạ chưa? Nói vậy mới bị mấy bạn mà cuồng đầu tư vô đam ta. Nhưng mà thôi kệ đi ha, mình cứ nói những điều mình nghĩ thôi. Mình cảm thấy không nói điều ra, mình cảm thấy bức rứt, mình cắn rứt luôn tầm với mấy fan của thành online đó các bạn. Vậy thì cash flow được hiểu là như thế nào? Tại sao cash flow nó quan trọng? Bây giờ nói vậy, tức là hầu hết 99% chúng ta ở đây là không hề có cash flow. Và cash flow các bạn không hề chứng minh được. Vậy thì làm sao? Cash flow nó thể hiện qua cái gì? Đó là cái dòng tiền các bạn vô và ra. Mà để làm sao các bạn chứng minh với người đời á, tôi có cash flow, cash flow tôi ổn, cash flow tôi ok. Mà khi mà các bạn có cash flow ok rồi á, các bạn đi mượn nợ nó cũng ngon nữa, mượn nợ nó cũng tự tin nữa. Còn nếu mà bạn không có cash flow, bạn chỉ có thể mượn nợ thông qua 1 để comment tú, 2 3 là thôi tự tìm hiểu đi nha, không nói. Vậy thì mình sẽ ví dụ cho các bạn những cái trường hợp sau đây á là có cash flow tốt và những trường hợp kia là cash flow xấu. Ví dụ như bây giờ một người làm công nhân viên văn phòng, họ làm cho Apple đi cho nó sung, tại mình xài điện thoại iPhone nhiều, nó Apple đi. Tháng 10.000 rồi, cash flow này đỉnh luôn. Tại sao? Tại vì á hàng tháng các bạn đó có được 10.000 đô, bạn đóng thuế bao nhiêu nó ra một cái record, tức là bạn sẽ chứng minh được hết tất cả những cái ngõ ngách của đồng tiền bạn vô và ngõ ngách đồng tiền bạn ra. Bạn hiểu không? Bạn ăn cái gì, bạn trả tiền nhà, thông qua ngân hàng, tất cả mọi thứ đó. Thì khi mà cái cash flow của bạn nó ổn định, nó build trong vòng 2-3 năm, thì trong trường hợp này cái bạn đó cash flow rất là tốt. Mà cái cash flow tốt nó dẫn tới credit cao, mà cái credit cao á thì nó dẫn tới công dân toàn cầu đó. Còn mà mấy cái đó không có thì thành trong hang nha. Còn cái hang mà nó có đủ ấm và đủ sáng hay không á, tùy vào cái đẳng cấp cái hang nữa. Thì ở đây nói như vậy để các bạn muốn các bạn là cái gì thì các bạn có định hình, định hướng để sau này các bạn tập trung phát triển theo hướng đó. Ok rồi, tôi tiếp tục. Bây giờ một người làm business thì cash flow của họ được như thế nào? Giờ ví dụ như chủ tiệm nail đi. Ok, chủ tiệm nail là một người làm business và chủ tiệm phở cũng là một người làm business. Cái chủ tiệm nail đó hàng tháng đi khai thuế như thế nào, lời hay lỗ, dòng tiền nó vô nó ra như thế nào, bao nhiêu khách tới cả thẻ, hiểu không, bao nhiêu khách tới xài cash đó, thì khai thuế năm đầu lời 10.000, năm sau lời 15.000, năm sau nữa lời 30, thì chứng tỏ được cái cash flow. Ok rồi, thông qua cái việc chi tiêu của họ nữa, họ chi tiêu trong cuộc sống, họ mua nhà nhiêu tiền, họ mua nhà 500.000, rồi họ cho con đi học trường private. Ok, tất cả nói chung đó là chi tiêu, rồi hàng hiệu hàng gì đó không biết, thì những cái đó nó build họ thành một cái cash flow rất tốt. Vậy thì cái cash flow gãy là sao? Ở trong trường hợp business có cash flow gãy nè, cash flow gãy là tự nhiên mấy covid cuốn tới phát một, xong rồi lockdown đụng các kiểu rồi xong rồi tiệm nail làm ăn xa xúc chồng có vợ bé, vợ có phi công, rồi có phạt một đau của tiệm luôn. Đau của tiệm là cái tiệm nó low income, từ từ nó giảm xong nó sụp luôn đó bạn. Thì trường hợp đó nó sẽ bị gãy cash flow đó. Thì bị gãy cash flow đó, bị gãy cái cash flow nó cũng đi vào cái hồ sơ tín dụng luôn, nó đi như vậy đó. Người ta cũng vẫn biết bạn năm đó tháng đó bạn gãy, nhưng mà sau này bạn phục hồi lại thì nó sẽ build được cái cash flow. Nói chung cái cash flow là cái điều kiện cần để nó build cái tín dụng. Cái tín dụng là credit. Thì ở bên nước ngoài á, nó có một cái điểm là điểm credit, còn ở Việt Nam mình chưa có. Nên ở Việt Nam mình cũng có điểm credit, nhưng mà điểm credit ở Việt Nam nó được hình thành một kiểu khác. Ví dụ Facebook mày nhiêu follow, mày đi xa gì á con, mày mặc đồ hiệu hả, rồi mày ăn bữa ăn trả nhiêu tiền, rồi mày có check in sang cảnh không, cái đó là cái credit in Việt Nam. Mà đi ra nước ngoài nó không áp dụng, mà nó không áp dụng credit, nó cái hệ thống nó khác nhau nha. Còn cái credit ở bên Mỹ á, là nó build theo điểm, ví dụ như cá nhân điểm 400, 500, 600, 700 gì đó, mà lên tới 700 mấy là good, very good. Mà khi cái điểm tín dụng ở bên Mỹ mà nó cao á thì bà sẽ rất có lợi thế. Tức là lúc đó người ta đánh giá bạn trong xã hội, bạn là công dân xịn. Mà công dân xịn là mày có uy tín rồi, mày có uy tín mày muốn cái gì cũng được hết á. Tao bán trả góp cho mày cái xe mạt, thằng cù bắp tao bắt cọc 20.000, còn em có credit xịn 5.000 thôi, lãi suất thấp hơn nữa, ngon chưa? Quá ngon chứ nữa. Còn giờ đi cô gái quăng lịch vô. Ok đi. Em muốn gì? Chịu liền chứ muốn gì nữa. Thôi, chứ vô mà quay ông bác là chết tôi à. Đó là mình nhá vừa cái cash flow và cái credit. Rồi bây giờ là mình đi qua cái
cái vấn đề là những trường hợp mà nó không tốt về credit, nó không tốt về mặt credit. Tôi xin lỗi bạn, cash flow. Giờ ví dụ bạn làm sale bất động sản, bạn bán nhà đó, bạn có tiền nhưng bạn không chứng minh được, bạn không hề chứng minh được là cái cash flow của bạn. Tức là tiền là bạn có, tôi bán cục đất tôi lời 50, nhưng mà bạn không chứng minh, bạn không có bỏ 50 vào cái dòng cash flow của bạn được. Cash flow là dòng chảy tiền tệ nha các bạn, dịch vậy đi thì cũng như không mà. Nói chung là cái cash flow bạn thấp tè, thì cái cash flow bạn thấp tè nó build ra cái đó định bằng không. Rồi thí dụ như giờ bạn tích cóp cả đời, bạn tới Tú đi, dù Tú tích cóp cả đời, Tú xong rồi Tú được được hai cái nhà, xong rồi Tú cho mướn 1 căn, xong rồi Tú ở 1 căn, sau này con gái Tú năm 18 tuổi có nguyện vọng đi qua Mỹ du học đó. Xong rồi lúc này là Tú đó là phải chứng minh cái credit của Tú để đủ cho nhỏ con gái đi du học. Nhưng mà cái dòng đời của con Tú từ lúc mà Tú chập chững làm ăn tới lúc mà Tú có con gái 18 tuổi, cái cash flow Tú bằng không, Tú không thể nào chứng minh được. Đúng, mặc dù em có tiền nhưng mà em không chứng minh được đó, em không có chứng minh được cái cash flow của em. Nhưng mà thực tế nha, đây mình nói chuyện thực tế là nó vẫn bùa được bạn, thực tế là vẫn bùa được, qua bên Mỹ chấp nhận hồ sơ luôn. Nhưng mà nó rủi ro, nó làm một cái gì đó nó rủi ro, nó có thể là bị audit sau này, nó tất cả nó không được ổn, hiểu không? Nó không được ổn, giống như là mình xài Windows lậu rồi mình hắc mình rắc rồi cho nó chạy chơi, rồi một ngày nào đó nó phát hiện được thì cũng xong à. Đó, rồi hoặc là những cái trường hợp này, ví dụ như giờ có coi phim Châu Nhân Phát không? Biết Châu Nhân Phát không? Đóng anh thích là phim sát thủ, phim mà sát thủ bắn tẻ, một phi vụ 1 triệu đô vào mà cố luôn, không chứng minh được cash flow, không chứng minh được, không có tiền nữa, tiền đóng thuế chán mướn ai chứng minh ba nội, tiền rất là chịu nha, cái đó là phải build cuộc sống bằng kiểu khác, nó không nằm ở trong cái mạch của xã hội mà là một cái khía cạnh khác cuộc đời. Thôi trường hợp nó vĩ mô quá, tới 1 triệu đô là ghê lắm. Bây giờ mình qua trường hợp bình thường, ví dụ như giờ này hơi nhọt nè, này nói người ta, hồi nãy mình nói tới chủ tiệm nail, bây giờ nó thợ nail thợ tóc hay thợ lông mi lông mày lông mắt gì đó, nói chung một group nghề, tức là cái nghề làm đẹp đó. Cái nghề làm đẹp ở bên Mỹ á, thí dụ như khi mà bạn đi làm đẹp như vậy thì cái cash flow của bạn nó cũng không tốt. Tại vì sao? Thực tế nha, thực tế là khi mà bạn làm như vậy á, nó có một phần là cash và một phần á là tiền, cái tiền chủ trả cho bạn á thường thường nó sẽ rất là thấp và nó chỉ đủ cái là minimum wage. Vậy là nó ở đây có một thuật ngữ là minimum wage nè, wage đọc chữ đó hơi khó bạn, tại chữ đó kết thúc bằng cái chữ đuôi á là chữ đi ba ngược, cái chữ đi ba ngược khó đọc lắm, mình là người nước ngoài nên mình đọc nó lắc lát vậy thôi ha. Wage, ok, đó là mức lương tối thiểu mà chủ thuê lao động phải trả cho người đi lao động. Mỗi bang một khác nhau đó, ví dụ như bên Cali là khoảng 7.8, bên Texas 7.5-8.5 gì đó qua đây thì chủ sẽ trả cho cái những người thợ đó ở mức thấp nhất có thể để không vi phạm luật, rồi cái phần còn lại có thể là cash. Và bản thân người thợ người ta cũng thích như vậy nữa, tại vì chi, nó sẽ gọi là nó né được tax, nên á cái chỗ đó đó cái cash flow họ rất là thấp. Tại cái cash flow nó tính theo là cái gì? Cái số tiền mà bạn khai thuế, chứ nó không phải nó tính theo số tiền mà thực nhận, thấy không? Rồi thí dụ Tú ban ngày làm nail, cuối tuần đi cắt cỏ. Thì cắt cỏ cũng là cash nữa. Tôi sẽ cắt cỏ ai đấy, đúng không? Cũng là cash thì cũng không build được cash flow luôn. Bạn Tú không thích cắt cỏ, đi phụ hồ thì nó cũng có dip và có đáp. Thí dụ như phụ hồ xịn ở bên Mỹ thì vô công ty đàng hoàng kêu là construction này nó ngon lành, hiểu không? Ký hợp đồng lao động đồ lương đồ này nó có, nhưng mà chắc nó quay về bài toán là nửa cash nửa kia nữa đó. Còn hoặc là Tú làm chơi cho vui, cuối tuần làm ngày 100, 200, 300, 200, 100 gì đó thôi, lấy tiền mặt luôn, thì lúc đó là cũng không build được cash flow. Thì cái đây là cái đối tượng mà thực tế nó xảy rất là nhiều, cái cash flow rất là thấp, mà cái cash flow nó thấp như vậy á nó dẫn tới cái này. Không nói chuyện phạm pháp không phạm pháp, cái chuyện nói chuyện của Mỹ ok mình cho nó hiện tượng thôi, còn phạm pháp với không phạm pháp đó thì có chơi có chịu, ok. Cái cash flow những đối tượng nó thấp, những đối tượng thấp thì họ sẽ không build được cái điểm tín dụng cao, Tú hiểu không? Cái credit rất không cao. Rồi vậy các bạn đã hiểu được cash flow và credit là gì, thì các bạn muốn chọn con đường nào thì được các bạn chọn. Các bạn có thể chọn đường sống túc tắc qua ngày chờ qua đời, ok good, không sao cả. Còn bạn muốn chọn đường mà khẳng định với thế giới, khẳng định với non sông, tôi là một công dân chuẩn toàn cầu, đúng không? International citizen gì đó, thì thế thì bạn phải build cái cash flow của bạn và bạn phải build luôn cái credit của bạn. Và bây giờ mở rộng cái khái niệm credit, credit rất hai loại credit. Cái loại credit đầu tiên đó là kiến thức sách vở, còn cái loại thứ hai là tôi định nghĩa nha. Đó, tại vì nói chung là mình thích định nghĩa vậy cho các bạn hiểu. Cái credit thứ hai á là cái credit cuộc đời các bạn, cái credit dòng đời các bạn, là cái profile của các bạn. Hồi nãy giờ nói về tiền không à, đúng không? Vậy thì các bạn có profile gì? Cái profile là cái credit cuộc đời của bạn, từ năm 1 tuổi tới bây giờ bạn đã đạt được những cái gì, tất cả mọi chuyện bạn đều bỏ vào được. Thí dụ giờ ok, từ 1 tuổi tới 5 tuổi đi chăn trâu, đi mất cua, rồi từ 5 tuổi tới 10 tuổi học cấp 1 trường làng, từ nhiêu đó là học cấp 2 trường huyện, rồi xong rồi tới học cấp 3 trường tỉnh, rồi xong rồi là tới đại học lên học bán công thành phố, rồi xong rồi từ năm 30 tới năm từ 25 tới 30 á thì chạy xe ôm, xong rồi qua xe công nghệ, rồi xong rồi vòng giờ lấy vợ sinh con thì cũng làm thợ đụng gì làm đó,
vợ cũng vậy, rồi xong rồi đẻ đứa con thì đó mình ghi vô hết vậy đó. Thì cái đó là credit cuộc đời các bạn, đúng không? Còn nếu mà khi mà bạn đi cầm cái đồ phao của bạn đi vòng vòng á, đi vòng vòng mà muốn đi đâu đi, có thể đi du học, có thể đi xin việc lạ, có thể đi on site, có thể đi xuất khẩu lao động, có thể đi bỏ vợ cũ lấy vợ mới. Em cũng vợ mới đâu phải nhìn thấy cái credit của bạn mới dám vô chứ, sao biết gì nó vô trời, đúng không? Tại sao mà phụ nữ lại thích Duy Nguyễn nhiều? Đây đơn giản là cái credit của Duy Nguyễn, cái đồ phao Duy Nguyễn ai cũng biết hết. Làm gì từ gì có gì biết hết sạch, đúng không? Khỏi tìm hiểu công, chắc là bập thôi, sướng chưa? Đó.